Chào các anh chị mừng nha. Ngày hôm nay là Hương đang có mặt ngay tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay Hương có một cái căn nhà nằm ngay trên cái trục đường nhựa này luôn các anh chị. Và trục đường nhựa này thì vị trí căn nhà này rất là gần với cái đường Phùng Hưng luôn anh chị mừng nha. Đi ra đây 50m là ngay đường Phùng Hưng. Và ở đây là chợ luôn anh chị ha. Cổng chào ấp Tân Phát. Đó. Thì cái căn nhà này nè các anh chị mình có thể mua để ở, hoặc tại vì nó gần chợ nè, trường học, nhà thờ và ngay khu công nghiệp Bầu Xéo ngay đây luôn anh chị mình nha. Đó, khu công nghiệp Bầu Xéo ngay đây luôn. Đó. Còn nếu mà không á thì anh chị mình có thể mua kinh doanh cũng được anh chị ha. Ở đây anh chị mình có thể nhà thì người ta thiết kế là trước đây người ta buôn bán quán ăn đó các anh chị, kinh doanh quán ăn nên là anh chị mình có thể mua để vừa kinh doanh quán ăn, và phía đằng sau đất trống còn rất là nhiều, anh chị mình có thể xây dãy trọ phía đằng sau nữa. Đó, mình vừa kết hợp kinh doanh quán ăn vừa kết hợp là cho thuê phòng trọ rất là ok luôn anh chị mình nha. Hoặc không thì anh chị mình cũng có thể mua đầu tư, nhưng mà giá của căn nhà này thì nói chung là mua đầu tư thì cũng phải để một khoảng thời gian hơi lâu anh chị ha. Tại vì ở đây á, cái mức giá này Hương thấy nó cũng hơi bão hòa rồi, nó cũng không phải dạng là để anh chị đầu tư đâu. Nếu mà anh chị mình mua mà kinh doanh thì rất là hợp lý luôn. Đó, thì bây giờ là Hương sẽ quay chi tiết cái căn nhà này từ flycam cho đến phía dưới, quay chi tiết cho anh chị mình xem để anh chị mình biết rõ cái thông tin chi tiết căn nhà này nó như thế nào anh chị mình nha. Đó, ngay ngoài đầu đường kia là anh chị mình thấy là kinh doanh rất là đông anh chị ha. Rồi bây giờ thì Hương sẽ bay từ cái vị trí nhà, bay quay một vòng cho anh chị mình xem cái mật độ dân số xung quanh đây như thế nào anh chị mình nha. Đấy, dân cư thì người ta ở khép kín luôn rồi anh chị. Và cái đường vắt ngang anh chị đang thấy á, là đường Phùng Hưng ha, đường tỉnh 777. Và xéo đây là khu công nghiệp Bầu Xéo rất là rộng lớn luôn. Phía đối diện thì là khu đô thị Bầu Xéo anh chị mình nha. Đó, và đây là nhà thờ giáo xứ Vườn Ngô. Đường này á, thì mình cũng có thể đi thông ra quốc lộ 1A, ngã tư bưu điện Trảng Bom được luôn anh chị nha. Đấy. Quá trời là đông luôn anh chị. Cực kỳ đông luôn ha. Rồi thì hiện tại là Hương đang đứng ở phía bên dưới để quay cho anh chị mình xem tổng quan xung quanh khu vực này, ở phía bên dưới này nó như thế nào anh chị mình nha. Thì đây, vị trí căn nhà của mình ở ngay đây luôn. Và cái hướng này nè anh chị, mình đi 400m thôi là mình đụng trường mầm non Ánh Dương luôn anh chị nha. Đó, có trường mầm non luôn. Phía xéo đây là nhà thờ giáo xứ Vườn Ngô, và có cả trường tiểu học Trưng Vương, trường trung học cơ sở Hùng Vương, có cả trường phổ thông Thống Nhất A anh chị mình nha, trung học phổ thông Thống Nhất A. Còn hướng ngược lại đây thì ngay đó anh chị, ngay đó là cái đường Phùng Hưng luôn anh chị mình nha. Đó, đường Phùng Hưng. Và ngoài đó là chợ, người ta bán rất là nhiều anh chị nha. Nên là chợ thì cách đây khoảng độ là 70m thôi là ra tới chợ rồi. Ra đó anh chị mình rẽ trái, mình đi khoảng 1,5 km mình sẽ đi ra được quốc lộ 1A. Còn mình rẽ phải, mình đi khoảng độ 18 cây nữa là mình sẽ đi ra được ngã ba Thái Lan, quốc lộ 51 anh chị mình ha. Đường Phùng Hưng thì nói chung là nó giao, nó nối từ quốc lộ 51, nó nối qua quốc lộ 1A. Quanh đây thì anh chị mình nhìn thấy là dân cư người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều luôn anh chị. Hiện tại là Hương đang quay cái đoạn này là lúc 10 giờ á, cho nên là người ta đi làm hết rồi. Đó, chứ còn ở đây á, ngay đây là khu công nghiệp Bầu Xéo luôn này anh chị. Ngay đây khu công nghiệp Bầu Xéo luôn, cho nên xung quanh đây là công nhân, mấy anh chị công nhân ở rất là nhiều ha. Như bên ngay cái bên nhà mình là có dãy phòng trọ luôn này anh chị ha. Đó, thì căn nhà của mình với tổng diện tích là 447m2 anh chị nha. Ngang là 7m nè, ngang bán mặt đường này là 7m, sâu xuống á, là bao nhiêu quên rồi anh chị, chờ em xíu nha. Sâu xuống là 62m anh chị ha, và nở hậu lên tới 7m6 luôn. Con đường trước đất của mình thì là đường nhựa này hiện tại là rộng 8m luôn anh chị mình nha, rất là rộng luôn, và có vỉa hè hai bên nữa. Đấy, kinh doanh này, quán ăn này, nhà thuốc này, rất là nhiều kinh doanh luôn anh chị ha. Nhà mình thì xây tường bao kiên cố hết rồi, có cổng đồ kiên cố luôn. Căn nhà này thì xây là ngang 5, sâu 25 anh chị ha. Diện tích nhà là 125m2, diện tích đất là 447m2. Và đất của mình thì hướng chính bắc luôn anh chị mình nha. Đó. Nhà này thì giờ trước đây là chủ người ta xây giống như là xây kinh doanh quán ăn đấy các anh chị. Đó. Phía đằng trước này là để bàn ăn đồ các thứ ha. Phía bên trong thì nấu nướng, đem đồ ăn ra đây. Thì anh chị mình cũng có thể tận dụng lại cái này để mình làm quán ăn. Đó. Còn phía bên trong thì
phía bên trong nữa thì là phòng ngủ kết hợp phòng khách cũng được anh chị ha. Đây, có cửa sổ nè, phòng rất là rộng luôn. Thì nếu mà để làm phòng ngủ không thì cũng ấy, tối phòng buổi tối mình có thể sinh hoạt gia đình ở đây anh chị nhé. Đây là cái toilet nè. Nhà mình thì có điện đồ sẵn rồi anh chị ha, điện nước sẵn luôn rồi. Phía đằng sau còn chiều một khoảng đất rất là dài luôn anh chị. Đấy, nhà thiết kế rất là thông thoáng ha, kiểu quán ăn đó, nên là làm cho nó thông thoáng, nó không có bị bí mùi đồ ăn. Đây, phía đằng sau đây, cái đường hông này chừa cũng rất là rộng anh chị nhé. Đây, phía đằng sau này còn một cái người ta làm cái này làm gì Hương không biết đấy. Có khi nào để nấu ăn ở dưới đây không? Không biết anh chị ha. Đó, còn phía đằng sau này một khoảng đất rất là dài luôn. Khoảng này nó phải dài khoảng 30 mét anh chị nha. Dài khoảng 30 mét tại vì căn nhà của mình là dài là 25 mét, trừ cái sân 5 mét nữa là độ là 30 mét rồi. Thì cái phía đằng sau này nó còn độ khoảng là 30 mét nữa anh chị mình nha. Đó, phía đằng sau này anh chị mình có thể xây thêm dãy trọ. Đây, giống như bên đây. Xây dãy trọ anh chị ha. Dãy trọ thì ngang 3 sâu 14 thì 30 mét này anh chị mình có thể xây được khoảng độ là 8 căn rồi. 8 căn phòng trọ. Ồ, hàng xóm đang cãi nhau rồi các anh chị. Đó, thì anh chị mình có thể vừa kết hợp làm quán ăn kinh doanh, vừa cho thuê dãy trọ. Thì nhớ anh chị công nhân phía đằng sau sáng ra người ta đi làm, người ta có thể ghé vô quán mình ăn luôn. Đó, bây giờ đi đến đây vô nhà bà chủ trọ ăn sáng luôn, cũng rất là hợp lý anh chị ha. Thứ nhất phần là người ta vừa nể mình là chủ trọ, thứ hai nữa vừa đỡ mất công đó cái gì. Thì công nhân mà tiết kiệm được thời gian, đỡ mất công được phần nào là ok nhất phần đấy anh chị ha. Ở trên này là lợp mái đồ hết các thứ luôn rồi. Đất của mình thì thấp hơn so với mặt đường khoảng độ là 20 phân anh chị nhé. Đó, thì miếng đất này á là phủ hồng toàn bộ luôn rồi. Quy hoạch là đất ở tại nông thôn hết rồi anh chị mình nha. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm duy nhất, đó là nó chưa có lên thổ cư á các anh chị. Đó, nó chưa có lên thổ cư. Thì ví dụ anh chị mà mua về thì mình muốn lên thổ cư thì Hưng nhắm chừng đâu đó chỗ này lên thổ cư thì nó khoảng độ là 4 triệu một mét vuông anh chị mình nha. Đó, thì anh chị mình có thể lên thổ cư để mà ở. Còn không thì anh chị mình cứ để vậy mà ở cũng được rồi. Đó, thì cái con đường này là các anh chị, con đường này theo cái quy hoạch, không thấy quy hoạch 2030 á, là nó mở rộng lên tới 80 mét luôn anh chị mình nha. 80 mét luôn. Nó sẽ giải tỏa hết nguyên cái khu phía khu nhà phía bên kia cả các anh chị, để nó mở rộng con đường ha. Và đặc biệt là căn nhà của mình không ăn vào một xíu nào cái đất giao thông luôn anh chị. Đấy, uy tín không? Không ăn vào một xíu đất giao thông nào luôn. Toàn bộ là còn nguyên 447 mét vuông. Và không ăn một tí xíu nào luôn. Đó, thì anh chị mà cảm thấy cái căn nhà này phù hợp đó, thì anh chị mình cứ alo cho Hương nha. À quên, giá hiện tại là 2 tỷ 300 triệu anh chị nha. Giá hiện tại là 2 tỷ 300 triệu. Và trước đây là chủ người ta mua với giá 3 tỷ 2, mà bây giờ người ta giảm chỉ còn có 2 tỷ 3 thôi. Tại vì người ta đầu tư rất là nhiều anh chị nha. Đầu tư rất là nhiều nơi, bất động sản đầu tư rất là nhiều nơi, mà người ta dùng đòn bẩy nữa. Thì lúc đó người ta đầu tư là nó đang cái thời điểm sốt đấy các anh chị. Người ta đâu biết là cái giai đoạn này nó đứng chạm đáy như thế này đâu. Cho nên là vừa không muốn giam vốn mà vừa muốn thoát hàng để trả nợ. Nên là còn có 2 tỷ 300 triệu thôi anh chị. Thì ví dụ mà anh chị mình lên thêm 100 mét thổ cư nữa thì nó rơi vào khoảng 400 triệu nữa. Thì nó sẽ là 2 tỷ 7 cho căn nhà này anh chị mình nha. Bởi vậy cho nên Hương nói căn nhà này nếu mà anh chị mình mua mà để đầu tư thì nó sẽ khó có lời, hoặc là lời ít. Tại vì khu vực này giá như thế này thì nó bão hòa rồi, nó không có còn rẻ nữa. Đó. Nhưng mà nếu anh chị mình mua để mà kinh doanh quán ăn kết hợp phòng trọ thì nó rất là ok luôn anh chị mình nha. Mình sẽ có thu nhập hàng tháng rất là đều đặn. Đó, thì Hương đã chia sẻ đến tất cả các chi tiết cho anh chị mình rồi nha. Bây giờ thì Hương sẽ kết thúc video tại đây. Anh chị tặng cho Hương xin một nút like và một nút đăng ký kênh anh chị mình nha. Hương xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị mình trong những video lần sau.